Bây giờ chúng ta cùng thực hiện hoạt động 1 nhé. Các con sẽ được tham gia trò chơi ông tìm chữ. Thể lệ trò chơi như sau. Chúng ta sẽ cùng nhau giải mã ô chữ hàng dọc được tô màu vàng. Và đó cũng chính là từ khóa của trò chơi. Để giải mã được từ khóa, chúng ta sẽ lần lượt giải 8 ô chữ hàng ngang với 8 câu gợi ý. Mỗi ô chữ hàng ngang có chứa một chữ cái của ô hàng dọc. Người chơi lần lượt chọn một hàng ngang bất kỳ. Thời gian suy nghĩ và trả lời cho một hàng ngang là 15 giây. Nếu các con trả lời đúng được một hàng ngang, các con sẽ được 10 điểm. Đúng 8 hàng ngang, các con sẽ được 80 điểm. Từ hàng ngang thứ 5 được lật ra, chúng ta có thể trả lời từ khóa ở hàng dọc. Nếu các con trả lời đúng, các con sẽ được cộng thêm 20 điểm. Sau đó, chúng ta tiếp tục giải đáp các hàng ngang còn lại. Các con đã hiểu cách chơi chưa nào? Chúng ta bắt đầu nhé. Hàng ngang thứ nhất có 7 chữ cái và được gợi ý như sau. Người cưới công chúa Mỹ Nương. Đó là ai? Các con tự đoán nhé. À, đó chính là Sơn Tinh. Bạn nào được 10 điểm đầu tiên? Chúng ta tiếp tục với hàng thứ hai. Có 4 chữ cái. Gợi ý là mùa rét. Mùa rét là mùa nào các con? Đúng rồi, mùa rét là mùa đông. Hàng ngang thứ ba có 7 chữ cái. Cơ quan phụ trách việc chuyển thư từ, điện báo gọi là gì? Đó chính là bưu điện. Hàng ngang thứ tư có 8 chữ cái. Và có câu gợi ý là ngày Tết của thiếu nhi có trăng đẹp. Các con đoán được Tết thiếu nhi là Tết gì chưa? Đúng rồi, đó là Tết Trung Thu. Tết Trung Thu, các con được chơi rước đèn và phá cổ đó. Hàng ngang thứ năm có 7 chữ cái. Đó là nơi chứa sách báo cho mọi người đọc. Đáp án của cô là thư viện. Chúng ta đã giải đáp đến hàng ngang thứ năm rồi. Có bạn nào đoán được từ ở hàng dọc không? Nếu con đoán được, con hãy ghi vào vở nhé. Chúng ta tiếp tục với hàng ngang thứ sáu, có 3 chữ cái. Gợi ý là con vật đi lạch bạch là con gì? À, đúng rồi, đó là con vịt. Hàng ngang thứ bảy có 4 chữ cái. Trái nghĩa với giữ là gì các con? Trái nghĩa với giữ là hiền. Chúng ta tiếp tục với hàng ngang cuối cùng, có 9 chữ cái. Tên con sông đẹp ở thành phố Huế. Bạn nào đoán ra được rồi? Đúng rồi, đó là sông Hương. Chúng ta đã giải đáp hết 8 hàng ngang rồi đấy. Bây giờ cô mời các con hãy đọc to từ ở cột hàng dọc nào. Sông Tiền. Qua trò chơi giải ô chữ, các con đã biết thêm tên của một con sông đó. Đó là sông Tiền. Cô giới thiệu với các con, đây là con sông Tiền. Sông Tiền là nhánh hạ lưu bên trái của sông Mekong.
chảy từ đất Campuchia vào đồng bằng sâu thổ sông Cửu Long, qua các tỉnh như An Giang, Đồng Tháp, Tiền Giang, Vĩnh Long, Trà Vinh và Bến Tre, rồi đổ ra Biển Đông. Sông Tiền có tổng chiều dài hơn 234 km đấy. Chúng ta đã xong hoạt động 1 rồi. Chúng ta hãy tổng kết trò chơi nào. Bạn nào được 100 điểm? Cô khen ngợi, bạn nào được 100 điểm thì bạn đó thật là giỏi. Bây giờ chúng ta tiếp tục với hoạt động 2 nhé. Ở hoạt động 2, các con sẽ đọc thầm bài Cá rô lội nước và trả lời các câu hỏi theo nội dung bài đọc. Cô lưu ý, để trả lời đúng các câu hỏi, các con phải đọc thật kỹ nội dung của bài từ 2 đến 3 lần nhé. Bây giờ cô và các con cùng bắt đầu đọc nào. Cá rô lội nước. Những bác rô già, rô cụ, lực lưỡng, đầu đuôi đen sì, lẫn với màu bùn. Những cậu rô đực cường tráng, mình dài móc thết. Suốt mùa đông ẩn náu trong bùn ao, bây giờ chúng chui ra, khoan khoái nấp bóng nước mưa mới ấm áp. Rồi dựng vây lưng ra như ta trương cờ, rạch ngược qua mặt bùn khô, nhanh như cốc nhảy. Hàng đàn cá rô nô nức lội ngược trong mưa, nghe rào rào như đàn chim vỗ cánh trên mặt nước. Theo Tô Hoài. Các con hãy đọc lại một lần nữa nhé. Các con đã nắm được nội dung của bài đọc chưa? Nếu rồi, chúng ta bắt đầu trả lời câu hỏi số 1. Cá rô có màu như thế nào? Đáp án A, giống màu đất. Đáp án B, giống màu bùn. Đáp án C, giống màu nước. Các con hãy chọn đáp án đúng đi nào. Bây giờ chúng ta cùng sửa bài nhé. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án B. Cá rô có màu giống màu bùn. Câu số 2. Mùa đông cá rô ẩn náu ở đâu? A. Ở các sông. B. Trong đất. C. Trong bùn ao. Các con hãy đọc lại bài đọc và lựa chọn đáp án đúng nhé. Đáp án của chúng ta là đáp án C. Mùa đông cá rô ẩn náu trong bùn ao. Chúng ta tiếp tục với câu số 3 nào. Đàn cá rô lội nước mưa tạo ra tiếng động như thế nào? Các con đã có đáp án chưa? Chúng ta cùng sửa bài nhé. Đáp án câu số 3 là đáp án B. Rào rào như đàn chim vỗ cánh. Chúng ta sang câu hỏi thứ 4. Trong câu cá rô nô nức lội ngược trong mưa, từ ngữ nào trả lời cho câu hỏi con gì? Đó chính là đáp án A, cá rô. Câu hỏi cuối cùng. Bộ phận in đậm trong câu chúng khoan khoái nấp bóng nước mưa trả lời cho câu hỏi nào? Từ in đậm ở đây là từ khoan khoái. Thế các con chọn đáp án nào?
Đó chính là đáp án. Đáp án B, đúng rồi. Từ khoan khoái là từ chỉ đặc điểm, nên đáp án B là đáp án chính xác cơ nhé. Như vậy chúng ta đã hoàn thành bài đọc hiểu rồi đấy. Cô khen ngợi với tất cả những bạn nào đã trả lời đúng cả 5 câu hỏi. Bài học của chúng ta đến đây là hết rồi.